Sau đây thì MC xin được đọc câu hỏi tiếp theo đến từ vị khán giả Dung Nguyễn ạ. Vị khán giả này có hỏi: tôi bị hở van hai lá 2/4, suy tim, rung nhĩ đã 2 năm nay. Xin tư vấn giúp trường hợp của tôi có cần phẫu thuật không ạ? Như vậy là mình như thế là có mấy thứ này. Một là có hở hai lá này, 2/4 này. Thứ hai là có rung nhĩ này. Thứ ba là có suy tim, đúng không? Có khó thở, có biểu hiện khó thở. Thế thì vậy thì bình thường ra nếu mà hở hai lá 2/4 thì không có nhiều, không có biến chứng như vậy. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là bệnh nhân này phải đi kiểm tra thật là kỹ. Tại sao ngoài cái hở hai lá, cái rung nhĩ này là biến chứng của hở hai lá hay là một bệnh khác? Rồi khó thở này là biến chứng của hở hai lá hay là bệnh khác, hay là bệnh phổi, hay là bệnh gì đấy? Thế thì mình phải đi kiểm tra thì lúc đấy. Nhưng mà có một điều chắc chắn là bắt buộc phải điều trị cái rung nhĩ, bắt buộc phải điều trị khó thở. Mà muốn để làm gì? Để nếu mà rung nhĩ mà mình không điều trị mà sau này bệnh nhân bị tắc mạch, bị liệt nửa người chẳng hạn, rất là nguy hiểm. Đấy. Thế còn thì cái khó thở cũng thế, nếu mà khó thở là biểu hiện của, mà nó là biểu hiện của tim chẳng hạn thì phải chữa suy tim, không có thì càng ngày càng nặng lên. Cho nên bắt buộc phải đi chữa. Và muốn chữa cho nó chắc chắn thì phải đi khám toàn diện để chúng ta xem là cái rung nhĩ với khó thở này có liên quan đến cái hở hay lá không, hay là thêm bệnh khác phối hợp à? Vâng. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của Phó Giáo sư.